Hồng Loan và Tấn Ngà xin kính chào quý vị khán giả của chương trình tin tức tổng hợp Trà Vinh hôm nay. Phát sóng vào lúc 18 giờ 15 đến 18 giờ 35, phát lại vào lúc 22 giờ 10 trên đài phát thanh và truyền hình Trà Vinh. Chương trình hôm nay ngày 3 tháng 4 sẽ có những thông tin nổi bật sau. 102 người hoàn thành thời gian cách ly tập trung ở Trà Vinh. Cửa hàng làm bánh Burger Corona. Hai cảnh sát hy sinh khi truy bắt cướp giật Đánh lái xuất thần cứu mạng người bị xe đạp sang đường ẩu Điểm chợ đặc biệt thời Covid-19 thực hiện chỉ thị 04 của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trà vinh về việc thực hiện cách ly toàn xã hội trong khoảng thời gian 15 ngày từ ngày 1 tháng 4 trên phạm vi toàn tỉnh đồng thời thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp các quán cà phê cơ sở ăn uống trên địa bàn tỉnh không bán tại chỗ chỉ bán mang về người bán người mua phải đeo khẩu trang không tập trung quá 2 người hình ảnh mới nhất từ chương trình trà vinh hôm nay theo ghi nhận của chương trình ngay sau khi chỉ thị 04 được ban hành phần lớn người dân ở thành phố Trà Vinh đều nghiêm chỉnh chấp hành đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, khi di chuyển trên đường. Nhiều quán ăn, cơ sở kinh doanh dịch vụ tạm thời đóng cửa tránh dịch. Đặc biệt hơn, hàng loạt quán cà phê đóng cửa hoặc chỉ bán cho các khách hàng mua mang về. Nhiều người dân tuy có thói quen uống cà phê mỗi sáng sớm hay mỗi buổi tối cùng bạn bè thì nay cũng tạm dừng thói quen này. Điều đó cho thấy ý thức của phần lớn người dân thành phố Trà Vinh về việc chủ động tự giác phòng tránh dịch bệnh là rất cao. Bên cạnh việc chấp hành nghiêm nguyên tắc tự cách ly theo tinh thần chỉ thị 04 của Ủy ban nhân dân tỉnh, vẫn còn một số ít người dân chưa thực sự nghiêm túc, còn lơ là chủ quan không đeo khẩu trang nơi công cộng, tụ tập thành từng nhóm nhỏ ở các hàng quán lề đường, vỉa hè, quán cà phê. Việc làm này không chỉ vi phạm chỉ thị 04 của Ủy ban nhân dân tỉnh mà còn làm tăng nguy cơ lây nhiễm ngoài cộng đồng, cản trở công tác phòng chống dịch của tỉnh. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ý thức tự nguyện, tự giác chấp hành nguyên tắc tự cách ly tại gia đình của mỗi người dân là yếu tố quan trọng góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Mỗi người dân hãy thể hiện trách nhiệm của mình đối với gia đình, với cộng đồng xã hội bằng việc nghiêm chỉnh thực hiện nguyên tắc tự cách ly tại gia đình. Điều này là đã góp phần cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường. Thưa quý vị, hôm qua tại trường quân sự địa phương thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nơi được tỉnh Trà Vinh chọn làm trung tâm cách ly y tế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Trà Vinh vừa trao giấy chứng nhận cho 102 người hoàn thành thời gian cách ly về địa phương. Các trường hợp này từ những quốc gia như Malaysia, Singapore, Thái Lan, Mỹ nhập cảnh về Việt Nam tại sân bay Cần Thơ trong các chuyến bay ngày 18 tháng 3 được đưa về Trung tâm Cách ly Y tế tỉnh Trà Vinh để thực hiện việc cách ly 14 ngày theo đúng quy định. Đến nay, 102 trường hợp này đều có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với dịch bệnh COVID-19, hoàn thành thời gian cách ly được đưa về địa phương. Đối với các trường hợp còn lại, hiện có sức khỏe ổn định, chấp hành tốt quy định cách ly. Hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh chính thức tập trung người ăn xin, lang thang vào các cơ sở xã hội để phòng chống dịch COVID-19. Quyết định này được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Thanh Liêm ký nhằm giúp cho người ăn xin, người sinh sống nơi công cộng, không nơi cư trú ổn định trên địa bàn thành phố được an toàn trong mùa dịch COVID-19. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo 24 quận huyện kiểm tra, ra soát địa bàn để giải quyết các trường hợp người ăn xin, lang thang, không nơi cư trú, ổn định, nhất là người cao tuổi nhằm bảo vệ tốt sức khỏe và tính mạng người dân trong tình hình dịch bệnh như hiện nay. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu chú trọng ra soát khu vực cửa ngõ trước cổng các siêu thị, chợ, bệnh viện và tại các giao lộ lớn, nơi thường tập trung đông người lang thang. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận huyện phải chịu trách nhiệm nếu còn tình trạng các đối tượng này tiếp tục xin ăn trên địa bàn. Đồng thời các quận huyện phải đảm bảo trang bị khẩu trang để phát cho những người này ngay khi tập trung thực hiện khai báo y tế nghiêm túc, cách ly những người có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Liên quan đến vụ xôn xao đoàn xe rất dầu 20 ô tô của con trai phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê mà chương trình đưa tin vào hôm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản về việc tạm đình chỉ công tác và xem xét xử lý trách nhiệm vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 đối với vị phó giám đốc này. Theo đó, tạm đình chỉ công tác 5 ngày đối với ông Lê Anh Hùng, phó giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê. Thời gian đình chỉ công tác bắt đầu từ hôm nay để xem xét xử lý trách nhiệm viên chức quản lý có dấu hiệu vi phạm quy định cấm tập trung đông người trong phòng chống Covid-19. Trước đó, một đoàn xe rước dâu với khoảng 20 chiếc ô tô nối đuôi nhau di chuyển từ một khách sạn trên địa bàn về nhà riêng của ông Hùng, khiến người dân xôn xao. Liên quan đến vấn đề này, ông Hùng giải trình rằng ngày 31 tháng 3 gia đình có tổ chức lễ đón dâu về nhập lễ gia tiên tại nhà trai ở xóm Trung Phổ, xã Gia Phố do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc tổ chức chỉ có 9 người bao gồm bố mẹ hai bên, con dâu, con rể và cô cậu ruột. Trước khi xe dâu về đến nhà trai, phía nhà gái có thuê khách sạn Đức Tài 2 ở thị trấn Hương Khê để trang điểm chuẩn bị váy cưới. Cũng từ đây, một số xe ô tô của gia đình nhà trai, bạn bè của con trai nhập vào đoàn để đến nhà trai. Sau khi đến cổng, đoàn xe tự giải tán mà không vào dự tiệc vì gia đình không làm tiệc cưới. Với ý tưởng làm ra một sản phẩm vui tươi trong những ngày cả nước đang chống dịch Covid-19 thì một cửa hàng pizza tại Hà Nội vừa cho ra mắt loại burger Corona vô cùng độc lạ, mang lại sự thích thú cho khách hàng. Để nuôi dưỡng tinh thần vui vẻ lạc quan trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 đang hoành hành trên khắp thế giới, cửa hàng pizza này đã có một sáng tạo giúp thực khách ăn tươi nuốt sống virus Corona trong hình dạng bánh burger. Theo anh Hoàng Tùng, chủ chuỗi cửa hàng làm đồ ăn danh cho biết, bánh burger Corona đưa vào sản xuất đại trà gần 10 ngày nay. Hình giống virus Corona chủng mới, thủ phạm khiến hơn triệu người nhiễm bệnh, hơn 53.000 người chết. Tuy nhiên, khi trở thành một món bánh ăn, nó lại mang đến sự vui vẻ. Nguyên liệu chính của bánh là bột mì, đường, bơ, muối, dầu ăn, bột nở. Vỏ bánh có hình dáng virus corona để nhắc nhở người dân phòng chống đại dịch. Bánh được hoàn thiện với hai vị nhân chính là gà và bò. Mỗi chiếc bánh đang được bán 65.000 đồng. Hiện sản phẩm này chỉ bán theo đơn mang về. Chuyển sang thông tin về an ninh trật tự, Công an huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản xảy ra tại xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy và tạm giữ hình sự 4 đối tượng có liên quan. Theo đó, vào khoảng 22 giờ 40 phút ngày 21 tháng 3, do mâu thuẫn từ trước, nên một nhóm thanh niên dùng dao, ống tuyếp, cây gỗ tấn công hai người trong gia đình ở ấp 7A1, xã Vị Thanh. Trong đó có một trường hợp bị thương nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Vị Thủy đã bắt tạm giữ hình sự 4 đối tượng gây án gồm Nguyễn Thanh Tiền, Trần Đức Thịnh sinh năm 1999, Nguyễn Trọng Hảo sinh năm 1999 và Trần Văn Ân sinh năm 1988 cùng ngụ phường 4, thành phố Vị Thanh, đồng thời tiếp tục truy tìm những đối tượng còn lại để điều tra làm rõ. Riêng các trường hợp trên, hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định. Công an thành phố Đà Nẵng vào sáng nay cho biết đang tạm giữ 8 người liên quan đến vụ hai cán bộ chiến sĩ công an quận Sơn Trà hy sinh khi truy bắt nhóm đua xe cướp giật xảy ra vào tối qua. Thượng tá Phạm Minh Mẫn, trưởng công an quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị này đang tạm giữ 8 thanh thiếu niên liên quan đến hai chiến sĩ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ. Những thanh thiếu niên này đều ngụ ở phường Hòa An, quận Cẩm Lệ. Công an đang lấy lời khai để làm rõ hành vi vi phạm của từng người. Hai người hy sinh là đại úy Đặng Thanh Tuấn và trung sĩ Võ Văn Toàn, cùng công tác tại đội cảnh sát giao thông công an quận Sơn Trà. Trước đó, khoảng 20 giờ 40 tối qua, Trung tâm chỉ huy thông tin thành phố Đà Nẵng nhận được tin báo của người dân có nhóm đối tượng chạy xe lạng lách và cướp giật người đi đường. Nhận được chỉ đạo, công an quận Sơn Trà triển khai lực lượng truy đuổi nhóm đối tượng trên. Khi di chuyển đến khu vực cầu Mân Quang thuộc địa bàn quận Sơn Trà thì xảy ra va chạm giao thông làm hai công an hy sinh và một người dân bị thương. Sau đó, giám đốc công an thành phố Đà Nẵng cùng nhiều lãnh đạo đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo điều tra. Chuyển sang thông tin về tai nạn giao thông. Tối qua, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, khiến cho một người chết, một người nguy kịch. Nghe tiếng động khá lớn thì người dân ra đường phát hiện hai xe máy tông nhau văng xa 20m khiến hai người đàn ông đập bất động. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18 giờ tối qua trên đường HL418, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Thời điểm trên, người dân xung quanh nghe tiếng động lớn ngoài đường nên nhanh chóng ra ngoài kiểm tra thì phát hiện trên đường có hai người đàn ông nằm bất động, bên cạnh đó là hai chiếc xe máy mang biển số 83P3 95205 và xe máy biển số 61E1 70229 nằm cách nhau khoảng 20m hư hỏng nặng. Được biết người đi xe máy biển số 61E1 70229 tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ trong phần sau của chương trình sẽ có. Nhóm thanh niên chặn ô tô chém tài xế gần lì tay ở thành phố Hồ Chí Minh. Đánh lái xuất thần cứu mạng người đi xe đạp sang đường ẩu. Thưa quý vị, Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh vào hôm nay cho biết đang điều tra truy xét nhóm thanh niên chặn ô tô chém gần lìa tay tài xế phương tiện này trên đường Tân Chánh Hiệp 10, phường Tân Chánh Hiệp. Theo đó, khoảng 17 giờ chiều qua, người đàn ông điều khiển ô tô 5 chỗ ngồi lưu thông trên đường Tân Chánh Hiệp 10. Khi đến phường Tân Chánh Hiệp quận 12, thì bị một nhóm thanh niên đi xe máy chặn lại. Tài xế ô tô đi ra ngoài và hai bên mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Nhóm thanh niên cầm hung khí chém gần lìa tay tài xế ô tô rồi tẩu thoát. Nạn nhân được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhận được tin báo, công an quận 12 phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét vụ việc. Công an sau đó thu giữ cây mã tấu dài khoảng 60 cm và chiếc ô tô của nạn nhân. Công an đã xác định được nhóm thanh niên liên quan đến vụ việc đang tiến hành điều tra truy xét, đồng thời vận động đối tượng gây án ra đầu thú. Một chiếc xe tải đang lưu thông trên đường thì bất ngờ bị một chiếc xe đạp điện tạt đầu. Ngay lập tức, tài xế xe tải đã phải đánh lái khẩn cấp để tránh tai nạn xảy ra. Hình ảnh sang đường bất cẩn này nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng và được chia sẻ xôn xao vào hôm nay. Theo hình ảnh ghi lại được cho thấy một chiếc xe tải đang lưu thông với tốc độ cao trên đường thì gặp một người đi xe đạp điện tạt ngang trước đầu xe mà không chú ý quan sát. Ngay lập tức tài xế đã đánh lái khẩn cấp khiến chiếc xe xoay 180 độ. May mắn là nhờ màn xử lý kịp thời của tài xế xe tải nên tai nạn đáng tiếc đã không xảy ra. Qua tìm hiểu sự việc xảy ra vào hôm qua, tại một tuyến đường ở Hà Nội, nhiều người bày tỏ người đi xe đạp điện rất may mắn mới thoát khỏi tử thần. Vì vậy, cần lấy đây làm bài học chú ý quan sát hơn khi sang đường. Tiếp tục chương trình là thông tin về tình hình dịch COVID-19. Tính đến 16 giờ 30 hôm nay, theo giờ Việt Nam, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt mốc 1 triệu ca với hơn 52.000 ca tử vong. Như vậy có thể thấy, mất gần 4 tháng thế giới mới chạm mốc 100.000 ca nhiễm Covid-19 vào ngày 6 tháng 3, nhưng đến ngày 3 tháng 4, chỉ trong vòng 28 ngày, thế giới đã vượt mốc 1 triệu ca, cho thấy sự lây lan khủng khiếp của dịch Covid-19. Theo thống kê đến 16 giờ 30 phút hôm nay, thế giới ghi nhận 1.018.920 người nhiễm Covid-19. Trong đó có 53.292 ca tử vong và số ca bình phục tăng thêm 7.153 lên 213.525 người. Các cột mốc 400.000, 500.000, 1 triệu ca nhiễm lần lượt bị phá vỡ trong thời gian ngắn hơn, cho thấy sự lây lan khủng khiếp của Covid-19 trên toàn cầu. Tại Mỹ, quốc gia đứng đầu về số ca nhiễm Covid-19 đến 16 giờ 30 phút hôm nay theo giờ Việt Nam, ghi nhận thêm 16.646 ca nhiễm mới. Nâng tổng số ca nhiễm lên 245.373, trong khi số người tử vong đã lên tới 6.095, tăng thêm 722 ca so với ngày trước đó. New York là tâm dịch tại Mỹ, thống đốc bang này cho biết với tốc độ sử dụng máy thở cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 nhiều như hiện nay, tiểu bang này chỉ còn đủ máy dùng cho người bệnh thêm 6 ngày nữa. Ý tiếp tục là tâm dịch của châu Âu khi đến 16 giờ 30 phút hôm nay theo giờ Việt Nam, đất nước hình chiếc ủng có tổng cộng 115.242 người dương tính với COVID-19, trong đó có thêm 760 người tử vong, nâng tổng số người chết lên 13.915. Bộ Y tế Tây Ban Nha thông báo tính đến 16 giờ 30 phút hôm nay theo giờ Việt Nam, số ca tử vong do dịch COVID-19 tại nước này lên tới 10.348 người sau khi ghi nhận mức tăng kỷ lục 961 ca tử vong trong vòng 24 giờ. Trong khi đó số ca mắc bệnh cũng tăng lên 112.065, tăng 1.827 ca. Theo số liệu cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc tính đến 16 giờ 30 phút hôm nay theo giờ Việt Nam, tổng số ca nhiễm tại nước này đã lên 10.062 ca, số ca tử vong là 174 thêm 5 trường hợp mới, trong số đó chủ yếu vẫn là người cao tuổi trên 70 và có ít nhất một bệnh nền từ trước. Số bệnh nhân được điều trị khỏi hoàn toàn là 6.021 người. Tại Việt Nam, sáng nay Bộ Y tế công bố thêm 6 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm một nhân viên công ty Trường Sinh, 5 người từ nước ngoài về, nâng tổng số ca nhiễm của cả nước lên 233 ca. Đã có thêm 10 người xuất viện, gồm 7 tại Bình Thuận và 3 ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nâng số khỏi bệnh lên 85 người, hiện các bệnh nhân COVID-19 còn lại đã được điều trị tại 23 cơ sở y tế, đa số sức khỏe ổn định. 4 bệnh nhân nặng đều tiến triển tốt hơn, trong đó 3 người xét nghiệm âm tính với COVID-19 lần thứ 3 liên tiếp. Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Thomas Motley vào hôm nay, theo giờ Việt Nam cho hay, gần 1.000 thủy thủ trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt vừa được sơ tán và số lượng sẽ tiếp tục tăng lên khi dịch Covid-19 đe dọa tính mạng của các thủy thủ. Theo Hải quân Mỹ, đến nay có 93 trường hợp nhiễm COVID-19 được phát hiện trên tàu USS Theodore Roosevelt, con tàu chở 4.865 thủy thủ. Các quan chức Lào Nam Góc cho biết họ đang sắp xếp nhanh các phòng khách sạn trên đảo Guam cho nhiều binh sĩ ở, trong khi tổ chức một nhóm thủy thủ nồng cốt để duy trì hoạt động của con tàu. Phát biểu từ Washington, quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Thomas Motley cho hay gần 1.000 thủy thủ trên tàu đã được sơ tán và số lượng sẽ tăng lên 2.700 và thêm nhiều người nữa trong vài ngày tới. Tuy nhiên, họ cần giữ lại khoảng 1.000 thủy thủ trên tàu để duy trì hoạt động, do con tàu này chở nhiều vũ khí, đạn dược máy bay đắt tiền và lò phản ứng hạt nhân. Trước đó, hạm trưởng của tàu sân bay UNS Theodore Roosevelt, ông Red Corsier, viết tâm thư kêu cứu với các quan chức cấp trên rằng dịch Covid-19 đang lây lan không thể kiểm soát trên tàu sân bay và kêu gọi hỗ trợ cách ly các thủy thủ ngay lập tức. Thưa quý vị, Ấn Độ và Pakistan đang có chung ý tưởng chuyển tàu hỏa thành bệnh viện di động nhằm bổ sung thêm hàng nghìn dường bệnh trong cuộc chiến chống Covid-19. Bộ trưởng đường sắt Pakistan Seth Rashid Ahmad cho biết những bệnh viện di động này đã sẵn sàng di chuyển trên đường ray đến hỗ trợ những khu vực chịu ảnh hưởng vì dịch bệnh. Theo kênh truyền hình RT của Nga, Pakistan chuẩn bị 220 toa tàu để điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Mỗi toa tàu có 9 giường bệnh, Pakistan đã tạm ngưng dịch vụ đường sắt vận chuyển hành khách trong thời điểm dịch COVID-19 lây lan. Chỉ tàu chở hàng vận chuyển nhu yếu phẩm quan trọng được hoạt động. Bộ trưởng Seth Rashid Ahmad cho biết, ông hy vọng rằng đường sắt chở khách có thể hoạt động trở lại từ tháng 4. Tuy nhiên, ông Ahmad cũng nhấn mạnh, hệ thống đường sắt vẫn tạm ngưng hoạt động cho đến khi chính quyền kiểm soát được dịch bệnh. Tính đến hôm nay, Pakistan ghi nhận 2.421 ca nhiễm và 34 trường hợp tử vong vì COVID-19. Bệnh viện Myongji ở Hàn Quốc vừa mời nghệ sĩ Viu Long tới khoa cách ly để biểu diễn nhạc cổ điển, an ủi các bệnh nhân đang điều trị Covid-19. Bệnh viện này tổ chức buổi hòa nhạc đặc biệt cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19. Ở bên kia lối đi, một gia đình đang nằm viện để điều trị Covid-19. Họ nghe nhạc bằng hình thức truyền phát trực tiếp trong phòng cách ly. Theo bác sĩ Lee So-yeon, họ chơi bài Ave Maria vì lời bài hát chính là lời cầu nguyện để vượt qua vấn đề toàn cầu này cùng nhau. Trong khi đó, nghệ sĩ chơi đàn violon Won Hyun chul cho biết, nhân viên y tế và bệnh nhân là những người đang phải trải qua nhiều vất vả nhất. Là nghệ sĩ violon, ông rất cảm kích vì có thể chơi nhạc cho họ nghe. Ông thấy rất thoải mái và cảm thấy được an ủi. Thưa quý vị, hiện tại do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên cùng với Việt Nam, nước bạn là Campuchia tạm thời đóng cửa biên giới. Tuy nhiên, mối quan hệ giao thương giữa người dân ở khu vực giáp biên không vì vậy mà đứt đoạn. Xuất phát từ nhu cầu như vậy mà những ngày gần đây tại khu vực biên giới thuộc xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp xuất hiện một điểm hợp chợ rất đặc biệt. Bởi nơi đây được xem như là chợ nhưng lại không tụ hợp đông người, mọi việc mua bán, trao đổi hàng hóa đều diễn ra trên một chiếc bàn. Hàng hóa nhu yếu phẩm được người bán gói ghém sẵn, chất lên bàn, sau đó lùi lại. Giá cả thì thỏa thuận qua điện thoại, sau đó đến lượt người mua từ bên kia tiến đến để lại tiền trên bàn, nhận hàng hóa rồi về. Mà mua bán trên cam chi mà đi không được thì cũng uh, cuộc sống cũng hơi khó khăn. Phòng cam Việt Nam với cam chi mà cho trao đổi hàng hóa hai bên thì dân đỡ lo lắng hơn, chứ có cuộc sống cũng ổn định hơn. Phía bên kia là xã Kuroka thuộc huyện Biên Chô, tỉnh Preven. Lúc bình thường người dân hai bên thường qua lại để mua sắm hàng hóa nay dịch Covid-19 tràn tới, chính phủ hai nước đều đóng cửa biên giới. Để giúp việc giao thương của người dân không bị ách tắc, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước đã có sáng kiến thành lập điểm trao đổi hàng hóa này. An toàn cho cái người dân của chúng ta tránh cái trường hợp đảm bảo an toàn cái việc lây cái nhiễm dịch bệnh Covid-19 qua lại biên giới. Quan hệ giao thương được duy trì, nhưng phòng chống dịch Covid-19 thì phải đặt lên hàng đầu. Vì vậy, cả người bán lẫn người mua đều được lực lượng biên phòng hướng dẫn thực hiện các quy trình an toàn nghiêm ngặt. Thì khi mà người ta để tiền lên trên bàn đó, đó là mình hãy là mình lấy chứ mình không có đi lợi mà chờ nói chuyện trao đổi. thì nhận tiền rồi có cái chai sát trùng mình xịt vô trong tiền đó đó. Mỗi ngày có khoảng vài trăm ký hàng hóa nhu yếu phẩm sinh hoạt các loại được trao đổi tại điểm chợ. So với quy mô lúc bình thường, hàng hóa giao dịch có giảm nhưng vẫn đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa cho cả hai nước. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Mời quý vị cùng điểm qua những thông tin nổi bật đã phát. 102 người hoàn thành thời gian cách ly tập trung ở Trà Vinh. Cửa hàng làm bánh burger Corona. Hai cảnh sát hy sinh khi truy bắt cướp giật. Đánh lái xuất thần cứu mạng người đi xe đạp xa trường ẩu. Điểm chợ đặc biệt thời Covid-19. Tấn Nga và Hồng Loan xin cảm ơn quý khán giả đã chú ý theo dõi chương trình. Quý khán giả nhớ đón xem chương trình phát lại vào lúc 22h10 tối nay trên đài phát thanh và truyền hình Trà Vinh. Hồng Lan và Tấn Nga xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.